Trung Cộng quan tâm Việt Nam mua hỏa tiễn của Ấn Độ. Với hỏa tiễn BrahMos tầm bắn 300 km, có thể giúp Việt Nam trở nên tự tin hơn trước hạm đội Nam Hải của Trung Cộng không ngừng gia tăng thực lực. Mặc dù đây là loại hỏa tiễn do Nga và Ấn Độ hợp tác để chế tạo, nhưng những năm gần đây, New Delhi đã không ngừng nâng cao trình độ nội địa hóa dòng hỏa tiễn này. Ngoài ra, Ấn Độ còn phụ trách các công đoạn trang bị cuối cùng cho BrahMos. Hiện vẫn chưa rõ Ấn Độ sẽ bán cho Việt Nam các hỏa tiễn BrahMos phiên bản nào, bởi nó có các phiên bản dành cho các mục đích khác nhau. Chiến đấu cơ Su-30MK1 của Ấn Độ có thể mang hỏa tiễn BrahMos. Nếu Việt Nam mua phiên bản hỏa tiễn này, sẽ phải dùng đến dòng chiến đấu cơ Su-30. Hiện tại, Hải quân Việt Nam vẫn chưa có các thiết bị lắp đặt loại hỏa tiễn này, nên có thể suy đoán là Việt Nam sẽ đàm phán mua phiên bản BrahMos tổng hợp đứt đối hạm. Đối với Nga thì xuất khẩu hỏa tiễn chỉ là một hoạt động làm ăn bình thường, nhưng đối với Ấn Độ thì chuyện này còn là vấn đề chính trị ngoại giao. Ấn Độ đặc biệt quan tâm tới việc phát triển quan hệ chiến lược với các nước Đông Nam Á và có khả năng dành cho Việt Nam điều kiện giao dịch đặc biệt, bao gồm cho vay tín dụng để Việt Nam mua vũ khí của Ấn Độ. Trung Cộng sẽ đặc biệt quan tâm đến việc Ấn Độ bán hỏa tiễn hành trình siêu thanh cho Việt Nam. Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia này thì các tổ hợp hỏa tiễn ven biển không giống như chiến hạm mặt nước, không có khả năng trở thành công cụ để tranh đoạt bá quyền trên biển. Việt Nam muốn sử dụng hiệu quả loại hỏa tiễn này cần phải nắm chắc mục tiêu cần hạ.